Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Quyết trí một đời vạn sanh cực lạc quốc Học đến tập 86 À, quý vị nhớ rằng chúng ta mỗi ngày niệm Phật lễ Phật thì à, bất cứ mình đi vào trong chùa hay là mình gặp bạn đồng tu hay là người xuất gia mới xuất gia hay là xuất gia lâu vậy đó mình có một cái lễ à, cung kính mình gặp nhau à, chắp tay ai di đà Phật cuối đầu tập như vậy hoặc là mình đi đến đâu mình biết à, chào hỏi người ở nơi đó khi đến và khi đi thì cũng phải chào hỏi và đàng hoàng à, thí dụ như vì à, đến à, Thổ đình hộ pháp chúng ta cộng tu chúng ta ở đây khi nghe đại lão hòa thượng viện chủ lâu lâu về chùa chúng ta đến tặng nơi chỗ ngài đang ở chúng ta kính lễ đây gọi là lễ phép khi chúng ta đi về không gặp ngài thôi còn nếu mà có ngài thì chúng ta kính lễ chào ngài chúng ta về còn đi vào trong chùa thì chúng ta là những người niệm phật gặp nhau đều chấp tay a di đà phật gặp người mới tu hay gặp người tu lâu gì cũng vậy chúng ta đều chấp tay cúi đầu a di đà phật đây là một cái tâm cung kính mà mình niệm phật lợi ích cho mình mà cũng nhắc nhở người niệm phật chứ không phải rằng là chúng ta gặp người tu lâu chúng ta mới kính lễ gặp bạn đồng tu hoặc người mới tu chúng ta không kính lễ mình phải tập cái lễ phép người xưa nói một câu rằng lời chào cao hơn mâm cổ những đức cũng thấy rõ ràng có những vị trưởng đoàn người ta rất là có lễ phép khi đi đến cộng tu thì người ta biết dẫn tất cả những người phật tử đi chung là đến người ta chào hỏi khi đi về thì người ta cũng biết chào hỏi thì cái phái đoàn này nó có một ấn tượng rất là đặc biệt rất là đẹp đối với những người quản lý hay là chủ trì một ngôi chùa hay là tự viện từ nơi đó mà ăn tổ này nói một câu rằng một phần thành kính thì được một phần lợi ích mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích vì hợp những đức gặp một phái đoàn khi những đức tiếp nói chuyện thì họ nói chuyện với mình mình thì cũng rất là dễ dàng thoải mái tính tình của những đức thì những đức thích nhất là dễ gần gũi nhưng mà quý vị phải nhớ rằng nếu như cái dễ gần gũi đó mà mình tỏ một thái độ mình không tôn trọng vậy thì mình khó thế nào học tập được với cái người hướng dẫn phải nhớ là Người ta hướng dẫn, người ta không kêu, người ta cung kính mình. Người ta không có kêu mình cung kính người ta. Mà cái lễ phép là chính mỗi người chúng ta tự biết. Tại vì sao? Vì một phần thành kính là được một phần lợi ích. Mười phần thành kính là được mười phần lợi ích. Nếu chúng ta không có tâm thành kính thì ăn tổ nói rằng chúng ta sẽ tự tu học không có chỗ lợi ích. Mà ăn tổ này nói rằng là nếu như không có tâm thành kính Dù là mình nghe chư Phật Bồ Tát giảng thuyết Mình cũng không được lợi ích Vì sao? Vì mình không có tâm thành kính Thì mình đâu có tâm tin tưởng để học tập Vì sao có những người ở thiệt xa Họ chưa từng gặp mặt những Nhưng họ nghe qua chiếc máy mp3 Là có lợi ích rất là lớn Vì sao có những người bên cạnh Họ không được lợi ích nhiều Vì sao? Vì họ thấy mình quá gần gũi Quá đơn giản Mà phàm phu mình thường Là quá gần gũi Quá đơn giản Thì lại xem thường Còn cái gì mà Trên trời dưới đất dối không tớ Thì thấy Đặc biệt và lạ quá Thì thấy dội dội một chút chứ cũng chưa chắc đã thành kính nhưng mà bây giờ mình đã học tập rồi mình tu hành mình niệm phật mình biết kính lễ với phật mình cũng nên biết kính lễ với tất cả chúng sanh vì tất cả chúng sanh sẽ là phật tương lai thì bây giờ mình biết kính phật mình biết kính chúng sanh giống như mình mỗi ngày biết lễ phật thì mình cũng biết lễ chúng sanh đó là chắp tay xá chào cúi đầu ai với đà phật dù người ta có chào hay không chào kệ người ta Mình chào Và mình niệm một câu như vậy là thấy mình Kết được cái duyên kính lễ Phật của tương lai quý vị à Nhớ nếu như quý vị làm được Thì nhất định là quý vị sẽ có lợi ích rất là lớn Ngày xưa những đức Thấy có những người ở dưới quê người già Ta thường khen những người mà biết chào hỏi Cũng như ông bà già này ngồi nói chuyện với nhau nói rằng ông ông tôi thấy nhà chỗ đó chỗ đó gì đó. có đứa con gái này tí con nhỏ này nó không có đẹp nhưng mà đặc biệt là con nhỏ này nó vui vẻ nó gặp người là nó biết chào hỏi miệng biết cười vui vẻ con nhỏ tôi thấy được không còn con nhỏ nhà kế bên kia tí con nhỏ mặt đẹp nhưng mà mặt sù sụ nó gặp ai nó cũng không biết chào hỏi chứ nhỏ này không được quý vị nghe gì thì tự nhiên mình cũng có thể học tập được quý vị học tập được là chính mình phải nhìn lại cái hành động của mình nên tại sao có những người có duyên vô cùng dù là không đẹp ai cũng thương mà có những người đẹp mà sao người ta nói không có duyên mà người ta lại không thương từ nơi ngay chỗ hành động của mình thí dụ như có những người chùa người ta cũng lớn chùa người ta cũng đẹp mà người ta cũng có trí thức dữ lắm chứ Nhưng mà tại sao người ta không hướng dẫn được Phật tử Và người ta cũng không có về chùa đông đúc Mà có những người người ta đâu có trí thức gì Người ta cũng đâu có đẹp gì đâu Mà người ta lại hướng dẫn được đông người Là do ngay cái chỗ niềm nợ Vui vẻ, nhiệt tình Mà nó kết được cái duyên dày Vậy thì có người mình tu hành cũng vậy trong kinh A Di Đà Phật dạy rằng không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về thế giới cực lạc được. Nên mình là người mỗi ngày cái miệng niệm Phật Thì cái miệng mình cũng phải là tươi như hoa sen Gặp người biết chào hỏi Nên tại sao có những vị trưởng đoàn người ta khéo lắm Người ta dẫn người đi tu, người ta dẫn đi Là tự nhiên nhiều người đi theo vậy lắm Có những người thì quý vị muốn dẫn đi cũng không dẫn đi được Có những người trưởng đoàn Thí dụ như người ta dẫn người đi tu đi Người ta đến cái là người ta biết niềm nở, chào hỏi dẫn nguyên một phái đoàn đến chào hỏi. Có khi á nghe, cái người mà ta lãnh đạo hoặc là chủ trì được, ta đem quà cáp rồi ra người ta tặng cho tất cả phái đoàn trong đó. Mà nếu như không có người trưởng đoàn nó dẫn đi, có khi họ đi họ không có được cái gì. Vì biết rằng, tuy là mình đi tu mình cũng đâu có nặng nề cái việc đó, nhưng mà có khi người ta được món quà tao quý đó mấy vị ơi, người ta thừa tiền để người ta mua những cái món quà đó nhưng mà khi một cái món quà tặng thấy nó ý nghĩa lắm cái này là cái lẽ dĩ nhiên thôi thí dụ như người ta tặng mình có nghĩa là người ta quý mình mà cái người trên mà tặng nữa thì người ta rất quý từ nơi đó mà chỉ một lời chào như vậy mà có được một cái niềm vui có được một món quà mà chính người trên tặng mình mình cảm thấy ý nghĩa đây là những đức nói lên một cái điều là từ một cái lễ phép nên người xưa mới nói là lời chào cao hơn mâm cổ là như vậy nên mình phải tập và mình phải chỉ dạy con cháu của mình Cái hành động này rất là quan trọng để chỉ dạy con cháu Thí dụ như con cháu mình gặp ai cũng không chào hỏi Nó gặp ai nó cũng ụt cái mặt xuống Vậy là con cháu mình tiêu Sau này nó làm ngành nghề gì nó cũng không phát triển được Vì sao? Vì không có duyên Thí dụ như một người này có duyên rồi Có duyên là nhất định có phước Người mà không có duyên là không có phước vì người nhớ đó nghe đó, nên chúng ta là người niệm Phật là có duyên phước lắm Mà mình phải áp dụng làm sao vào cuộc sống Giữa con người với con người với nhau Cảm thấy Phật Pháp này nó mới có được cái chỗ lợi ích đặc biệt của nó Mình phải áp dụng vào Trong cuộc sống con người Thí dụ như cả ngày mình niệm ai với Đạo Phật Vì mình gặp người mình cũng biết chào ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Mình cúi đầu còn nếu như mình chỉ biết cúi đầu với phật mà niệm ai với Đạo phật mà gặp người mình biết không biết nở nụ cười gì hết mình không biết chào hỏi gì hết vậy là thua vì mình niệm phật mà mình không biết áp dụng vào cuộc sống hiện tại giữa con người với con người vậy là thất bại vậy à phải nhớ đó việc này rất là quan trọng chúng ta đều là phàm phu mình chia sẻ với nhau nó tất cả những vị trưởng đoàn cũng vậy phải có cái lễ phép như vậy đó để tập cho tất cả những người đi tu học với mình Người ta có được cái lễ phép Thí dụ những đức nhiệt tình Những đức hướng dẫn quý vị đi Mà có khi Nhiều vị Phật tử hoặc là trong chùa Không có lễ phép đi Người ta gầy là gầy ai? Người ta gầy những đức Người ta nói những đức Người ta nói những đức là người vô lễ Nên không có hướng dẫn Hàng Phật tử biết lễ phép Thí dụ như các cháu nhỏ Lớp đệ tư quy Những đức cũng thường nhắc các cháu là gặp người phải biết chào hỏi Nhưng mà có khi các cháu nó vô tình Nó gặp mình thì nó chào hỏi Mà nó gặp người ta nó không chào hỏi Cuối cùng người ta cũng gầy mình Gầy mình vì mình không biết dạy các cháu Cũng như con của mình Cháu của mình Nó mà làm sai thì người ta hỏi Cha mẹ ông bà là ai Có khi người ta chửi cha mẹ ông bà Nên bổn phận của mình là học trò Bổn phận của mình là con cháu mình phải làm sao để cho ông bà cha mẹ được nở mặt nở mày mình là học trò làm sao cho người thầy nở mặt nở mày là như vậy việc này rất là quan trọng quý vị à thật sự mà nói thì mọi người chúng ta tu sửa mình là phàm phu ai cũng có cái sai nhưng mà ấn tổ đã nhấn mạnh rằng một phần thành kính là được một phần lợi ích quý vị phải nghe cho rõ dù là mình gặp một người đi sinh hay què hoặc hay mù đuôi Mà mình có cái tâm thành kính lắng nghe Cũng có được chỗ lợi ích Cái hạnh lắng nghe là hạnh của Bồ Tát của Quán Thế Âm Chúng ta đừng có nói rằng mình tu lâu mình không có cái hạnh lắng nghe Quý vị biết rằng những đức tu học hướng dẫn nhiều người Nhưng mà có khi ngồi nói chuyện với các cụ già Xí cụ que đâu Những người mù đâu Vậy mà những đức đạo rất là nhiều cái hay Từ những người này mình có cảm nhận sâu sắc từ cái khổ của người ta nói ra cho mình nghe mình cảm giác được một đời người vô cùng khổ có khi những đức đang đi 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 các cụ ngồi xuống trước mặt những đức các cụ ba ti tiểu tại mấy bà già mà có những bà bà lẳng mà rồi có khi những đức thấy ba nằm ngủ mà bà tuột quần đồ ra Ba nằm mình nhìn thấy rồi một đời của người sao khổ quá khi còn trẻ dễ mà như vậy khi già rồi lẳng nó tự nhiên bị như vậy mình nhìn thấy cái khổ của các cụ là cái khổ của mình Chứ không phải là mình cười chứ mình trách các cụ gì Mà mình nhìn thấy đúng là một đời của người cuối cùng được cái gì đâu Ai cũng sẽ già rồi bệnh rồi chết Mà có khi già bị lẳng lộn nữa chứ Quý vị biết những đức nuôi các cụ già có những cụ những đức thấy Đi phân ra rồi bốc phân bỏ vô miệng ăn Bị lẳng mà Quý vị nhìn những người già lẳng mà biết cái gì đâu Từ nơi đó quý vị biết rằng Nếu chúng ta không gặp Phật Pháp cuộc đời mình vô nghĩa lắm quý vị ơi nên Biết chăn quý Phật Pháp Rồi áp dụng Phật Pháp trong cuộc sống làm người Đây là cái điều quý báu lắm Thấy cả cuộc đời nhiều người chúng ta Cứ tranh giành Bao nhiêu là thứ vật chất Việc này việc kia Của cải quý báu Nhưng cuối cùng những đức thấy rằng Có lợi ích gì đâu quý vị Có tồn tại được cái gì đâu Tại vì có người vô thường ai cũng già bệnh và chết con. Có được cái thật chắc gì lợi ích đâu quý vị Chị thấy cả đời của mình Gặp được Pháp môn tịnh độ biết niệm Phật Sống an nhàn Biết đủ thường vui Nên mấy buổi trước những Đức chia sẻ những Đức có nói một câu rằng Dù quý vị có làm giỏi cỡ nào Mà không niệm Phật Thì cuối cùng cuộc đời Có người của mình Cũng không được cái tồn động gì Của một kiếp sống này đó quý vị à còn nếu như quý vị làm giỏi mà niệm phật còn giỏi hơn vậy mới đạt tiêu chuẩn phải lấy cái công đức niệm phật để dẫn dắt tất cả những việc mình làm giỏi thì thành công còn làm tất cả việc giỏi để dẫn dắt cái việc niệm phật nghĩa là thất bại phải nhớ rằng người niệm phật giảng sanh là siêng năng chí thành tính nguyện niệm phật làm chính Lấy việc niệm Phật làm chánh hạnh Còn tất cả những việc làm ở thế gian Việc tốt là trợ duyên Vì đang còn sống phải làm na ná giống người Những việc thiện, những việc tốt là hỗ trợ Còn cái tính nguyện niệm Phật Cái chánh hạnh là niệm Phật Phải lấy cái này làm chính Nhớ chánh hạnh niệm Phật thì nghiệp lực tiêu trừ còn nếu như mỗi ngày có làm việc siêng năng cỡ nào Nhưng nghiệp vẫn là không tiêu Có những người ở trong chùa Họ không biết niệm Phật gì hết Họ mỗi ngày làm quằn quặt quằn quặt quằn quặt Không có niệm Phật cầu sanh cực lạc gì hết Dù là họ ở trong chùa 100 năm đi chăng nữa Họ cũng vẫn là công cụ làm việc Không có phát huy được trí tuệ Nhưng mà làm dù tất cả những việc gì Nhưng phải thường xuyên niệm Phật lấy chánh hạnh niệm phật để cầu sanh cực lạc vì thì chắc chắn rằng cái phước huệ song tu của họ họ sẽ có trí tuệ và họ sẽ có một cái tâm giải thoát chắc chắn những đức thấy trong chùa có những người làm việc rất giỏi mà buông ra cái sân si khó chịu vô cùng vì thì chúng ta áp dụng vào cái cuộc sống chính chúng ta có khi mình làm rất nhiều việc nhưng mà buông ra sân si chửi người cái là mắc sạch chứ thà bây giờ mình làm Vừa vừa đừng có làm nhiều quá Mà mình thường xuyên công phu niệm Phật Để nó dịu cái tâm mình Như vậy mà còn đặc biệt hơn là làm nhiều Mà sân si nó quý vị à Phải nhớ đó Có một đoạn ấn tổ vậy này dạy nè Ví như nhà tối hàng năm Một ngọn đèn Chiếu vào Bèn sáng Đây là một đoạn ngắn Thí dụ như nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo nghiệp hôm nay nghe được pháp môn tịnh độ niệm lên một câu ai di đà phật có một đoạn người xưa giảng thiết nói rằng một người này là một kẻ lãng tử chúng ta thí dụ như một người ác vậy mà người này nghe được pháp môn tịnh độ người này niệm lên một câu ai di đà phật chỉ có một câu như vậy thôi vậy mà chấn động tam thiên đại thiên thế giới và mười phương chư Phật tán tháng người này Là một kẻ lãng tử như vậy Mà bây giờ niệm một câu Ai Di Đà Phật Quý vị nghĩ đơn giản không quý vị Nên công đoạn này mới nói rằng Ví như nhà tối ngàn năm Một ngọn đèn chiếu vào Nhà tối này ngàn năm Một căn nhà vô cùng là tối Thời gian lâu là một ngàn năm Mà ngọn đèn này Chiếu vào thì tức khắc Bóng tối tan biến đi Thì căn nhà này có ánh sáng Thì giống như một con người này tạo nghiệp rất là lâu Nhưng mà chỉ cần niệm một câu ái với Đạo Phật Thì tức khắc tâm trí họ sáng lên Nên một câu Á với Đạo Phật này Để phá tan cái bóng tối vô minh Một con người hung bạo cỡ nào Chỉ cần họ trí thành siêng năng mà niệm Phật thì nhất định Họ sẽ phát triển được trí tuệ sáng suốt Nên trong kinh Phật dạy rằng Tất cả các môn bố thí Không có môn bố thí nào bằng bố thí Pháp Vì bố thí Pháp là bố thí Cứu cánh giải thoát Dù có cho ăn nhiều cỡ nào Cũng không được cứu cánh giải thoát Mà phải kèm vào bố thí Pháp Người ta hiểu được, người ta tu hành Người ta muốn hướng đến được chỗ giải thoát Quý vị nhớ đó Từ nơi đó mình phải hiểu cái môn bố thí Thù thắng nhất là bố thí Pháp Hôm qua Chủ Nhật Có một cặp vợ chồng này Bởi vì cuộc đời đến thế gian này Cái nhân duyên nó ghép lại với nhau để mà sống Người vợ này què hoặc tặc nguyền Nhưng mà mắt sáng người chồng này khỏe mạnh, bự con nhưng mà cặp mắt bị mù. Hai người này ghép lại với nhau để mà sống chung với nhau. Mỗi ngày đi bán giấy số. Ông chồng bị mù, cổng bà vợ tàn tật mắt sáng. Thì đường đi của ông chồng Là nhờ cặp mắt của người vợ Còn người vợ này phải mượn đôi chân của ông chồng Còn ông chồng này phải mượn cặp mắt của người vợ Tuy hai mà một Mỗi ngày đi bán giấy số Ở trên thành phố và bán cái số một thời gian khi dành dụm được một chút đỉnh tiền tại vì họ nghe pháp những đức nói chuyện hình như cũng lên đây được hai lần thì hôm qua có lên nữa khi gặp ngồi nói chuyện thì mỗi lần gặp những đức họ mừng lắm tại vì họ cầm chiếc máy họ nghe ông chồng nói rằng là lúc trước chúng con cũng thấy khổ đau vì cái số phận cuộc đời mình quá nhưng mà từ khi nghe thầy nói chuyện tới giờ chúng con học theo là sống trong hoàn cảnh nào vui trong hoàn cảnh ấy. Không có chê trách số phận, không có chán nản cuộc đời. Vì làm cho mình thêm khổ đau thêm chứ không có lợi ích gì. Và mỗi ngày đi bán giấy số vợ chồng cùng niệm Phật. Thì thấy rằng cuộc sống là ngày càng tốt và thấy rằng rất là an vui. Nên Nghe thầy giảng dạy trong chiếc máy Thấy rằng cái nghiệp lực của mình nặng quá Mà may thay còn có cái duyên gặp được Phật Pháp Nên bán vé số được dư tiền chút đỉnh lâu lâu Đi lên trên đây là trên chùa Hộ Pháp mình nè Ngày Chủ Nhật Cộng tu Rồi đặt được 5-10 chiếc máy nghe Pháp Có những người thì chúng con đưa chiếc máy họ trả tiền lại Còn có những người chúng con thấy cũng mù què như chúng con Thì chúng con tặng luôn chiếc máy nghe Pháp Học theo thầy Bố thí Pháp Những đức nghe cái thấy xúc động Vợ tàn tật mắt sáng Chồng khỏe mạnh bị mù Đi bán giấy số mà biết đặt máy nghe Pháp cho người ta đặt lại rồi có khi tặng cho những người cùng số phận như mình. Những đứa hỏi họ, "Việc làm của đôi vợ chồng thấy có vui hay không?" Họ nói, "Từ khi chúng con làm được việc này, chúng con cảm thấy cuộc đời chúng con có ý nghĩa. Chúng con thấy vui vô cùng. Lúc trước chúng con chưa nghe được Phật pháp, nghĩ rằng mỗi ngày đi bán giấy số đi kiếm cơm ăn, bữa nào được lời nhiều thì mừng. Nhưng mà cái mừng đó để cho qua ngày đoạn tháng." để cho hết cuộc đời cho xong nhưng mà bây giờ từ khi nghe thầy nói chuyện chúng con thấy chúng con có cơ hội được giải thoát chứ không phải là sống hết cuộc đời này thì thôi bây giờ chúng con có phương hướng về thế giới cực lạc nên chúng con vui lắm có được niềm vui này nên chúng con muốn sáng sẻ niềm vui này cho nhiều người khác nên đặt máy nghe pháp giới thiệu pháp môn tịnh độ họ những đức nghe những đức thấy xúc động vô cùng quý vị què hoặc tặc nguyền mà còn biết giới thiệu pháp môn tịnh độ họ nghe mình nói trong chiếc máy đơn giản thôi vậy mà những người đơn giản này nghe được nghe được rồi chăng thật hành trì có lợi ích liền mình nghe nói mình xúc động làm cho mình hưng khởi cái tâm mình nói mình sẽ cố gắng mình sẽ cố gắng những gì mình làm được mình sẽ nhiệt tình mình làm đem pháp môn tịnh độ giới thiệu nhiệt tình nhưng hồi sáng này những đức gặp một cặp vợ chồng ở thị điển họ về lại Việt Nam thì họ đến chùa mình họ cộng tu nói rằng mỗi ngày bên đó cứ nghe mình nói chuyện hai buổi và giữ cái thờ khóa tu y với như mình hướng dẫn họ nói họ an lạc và ông chồng ông quý những đức đặc biệt ông nói chuyện với mình một chút rồi tự nhiên ông xúc động rơi nước mắt ông nói rằng là ở bên đó mỗi ngày nghe thầy nói chuyện mà con thích thầy là nói thẳng nói đơn giản dễ hiểu rồi con áp dụng phương pháp tu rồi bên đó con cũng bấm số niệm phật luôn thiệt là an vui thiệt là thích có dịp về lại việt nam đến đây để cộng tu hai ngày những đức khi nói chuyện với họ xong những đức nói đúng một câu cố gắng ở nơi nào cố gắng niệm phật ở nơi đó cuộc đời chúng ta dù có giàu cỡ nào có địa vị cỡ nào nhưng nếu không gặp được Phật Pháp là vô nghĩa lắm chú à Anh em chúng ta có nhân duyên gặp được Phật Pháp Chúng ta đem Phật Pháp hoàn truyền Ông thì cũng gặp những đứa kia bằng thầy Những đức xưng với ông là anh em Ý là ông là anh, mình là em Những đức có khi Nói những cái văn tự gần gũi như vậy Thì ông chồng này nói rằng Con thích thầy như vậy Thích rất gần gũi Nói chuyện rất đơn giản, dễ hiểu người chồng cảm động vô cùng những đức phiên vài câu những đức tặng cho mỗi người một chiếc máy họ có thấy thừa có khả năng họ mua máy nhưng mà từ một phương xa họ về đây họ đến họ thăm mình cái ăn tình này đặc biệt mình tặng cho họ một món quà thấy ý nghĩa vô cùng họ trân quý lắm những đức phiên họ phải cố gắng niệm phật nhớ dù kiếm được bao nhiêu tiền mà không biết tu không biết niệm phật thì cuộc đời của mình sanh không mang đến Chết không mang đi đâu chú ơi Thì chú nghe những đức nói chuyện hoài chú hiểu hết rồi Những đức nói thêm mấy câu này Cũng như thêm những câu cũ thôi Chứ không có gì mới đâu Nhưng mà cũng phải nói Đó là cái tình nghĩa Khi có duyên gặp nhau Họ nói họ vui lắm Khi gặp được Pháp môn tịnh độ Từ nơi đó mỗi một người chúng ta gặp được tịnh độ Chúng ta phải dùng đa dạng phương tiện Để hoàn truyền tịnh độ ở làng quê của mình Chúng ta nên chân thật mà hoàn thiện tịnh độ Như quê hơn những đức Mỗi lần lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm Họ lên đây rất là đông, đông lắm Họ đặt máy nghe Pháp Có khi những đức cũng tặng Họ đem về họ truyền ở dưới miền quê Bây giờ quê hương những đức nhiều người biết niệm Phật lắm Thì cũng như quý vị Quý vị cũng có thể Đặt máy nghe Pháp giới thiệu Để cho người đặt lại một người tặng cho cả dòng họ Cả dòng họ tiếp tục Đặt Tặng lại cho những người khác Của quê hương mình Có khi cả xóm của mình đặt máy nghe pháp Mỗi nhà đều có máy nghe pháp Đây là cái cách hoàn thiện tịnh độ Hoặc là nhà nào nghe quá Mình tặng luôn cho máy nghe pháp Đây là phương pháp tu phước thù thắng nhất Phải nhiệt tình mà làm như vậy Mỗi một quê hương Mỗi một làng, xã Nên chăng thật mà làm thì phải nhớ Phật đi đến đâu thành áp tụ lạc Đều được giáo hóa thiên hạ hòa thuận Chờ trong gió mát Có nghĩa là không có bị bão tố cuồng phong Cái công đức niệm Phật này Quá giải kiếp nạn nhân sinh Phải nhớ Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thiết Ngài cũng nói như vậy Một câu ai với Đạo Phật này Cứu được kiếp nạn nhân sinh Phải chân thật mà phát cái tâm thiện Nhiều người mà phát cái tâm thiện Thì quá giải cái điều ác của cái hoàn cảnh này Mà cái điều ác đang phát triển Là do cái tâm ác phát triển Tướng do tâm sanh Cảnh tỳ tâm chuyển Tướng là hoàn cảnh Tâm là tâm chúng ta Hoàn cảnh đang chịu hạn hán Đang có kiếp nạn dịch bệnh là do Tâm của chúng ta bất thiện Bây giờ muốn thay đổi Chỉnh sửa lại Thì chỉnh từ cái tâm chúng ta cái tâm mỗi ngày nhớ Phật niệm Phật biết ăn chay biết niệm Phật đây là tâm thiện để mà chuyển đổi hoàn cảnh xấu trở thành cái hoàn cảnh tốt là từ tâm mình đó quý vị à nên nguyên một cái địa phương chờm sớm mình mà đều là biết niệm Phật như vậy thì giống hệt như ví như nhà tối ngàn năm một ngọn đèn chiếu vào bèn sáng đã có đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha hãy nên lấy niệm phật làm chánh hạnh Đấy không? lấy niệm phật làm chánh hạnh tổ sư cũng dạy nên nó cho người ta bao nhiêu tiền của vẫn không bằng là tặng cho người ta một phương pháp tu hành giải thoát nhiều người nghèo mình tặng quà cho họ mình phải kèm chiếc máy nghe pháp vào một món quà là thấy ăn tình tình cảm rồi tặng thêm chiếc máy nghe pháp họ nghe Họ sẽ chịu tu hành Như vậy thì đặc biệt quá Niềm vui lớn nhất của cuộc đời chúng ta Là phiên được một người niệm Phật Nhớ Dù là một người nghe qua tay một câu Phật hiệu thì phải nhớ Nếu đời này họ không kiên trì mà tu Thì cũng gieo cái duyên đắc độ về sao Ồ nhân đức Nói đến cái đoạn này tự nhiên trong lòng như đức nó mát mẻ hay sao quý vị ơi Rõ ràng mình chỉ cần gieo duyên cho một người nghe một câu Phật hiệu thôi Cũng có lợi ích Những đức bây giờ đang chuẩn bị đặt những cái đèn mà bóng sen mà mà năng lượng mặt trời sau này khi những đức đặt được những cái đèn này nghe quý vị thì những đức sẽ chỉ nhiều vị phật tử gia đình của mình có ông bà cha mẹ chết theo phần mộ để những cái đèn năng lượng này cho niệm phật theo phần mộ rồi khi đi đồng cầm cái đèn bông sen này theo để ở ngoài ruộng lúa xung quanh ruộng lúa hay là nơi trồng rẫy của mình qua màu để cho nghe niệm phật tới khi đi về thì cầm về buổi sáng đi làm thì cầm theo vậy đó cứ để như vậy hoặc là quý vị có thể làm sao cho nó cố định một chỗ cũng được còn ngay phòng mộ thì để cố định những đức thấy cái đèn bông sen mà năng lượng niệm phật hôm qua có một cô này cô đem cô đến cô tặng những đức một cái mẫu đèn năng lượng mà cái bông sen nhỏ mà đẹp lắm mà niệm phật thiệt là hay những đức đang gỡ đến cái công ty cho người ta coi nếu mà đặt được là những đức đặt liền tiếp tục phổ biến ra cho tất cả loài hữu tình vô tình đều được nghe câu ai với đạo phật nhớ trong kinh phật dạy chúng ta đã cũng đã từng làm đất chúng ta từng làm cây chúng ta từng làm hoa nên tình dữ vô tình đồng viên chủng chí đều phải nghe câu phật hiệu nên gia đình của mình Những đức nghe có những gia đình Nhà ba tầng Ba cái máy niệm Phật đèn bông sen Quý vị cũng nên chỉ người ta như vậy Trong gia đình mà để máy niệm Phật đặc biệt lắm Nó làm cho cái từ trường gia đình mình đặc biệt lắm Phải nhớ tình giữ vô tình đồng viên chủng trí Nghe câu Phật hiệu thì điều mát mẻ trong gia đình của mình Phải nhớ đó, để máy niệm Phật suốt trong gia đình Thuận vợ, thuận chồng, gia đình hạnh phúc câu vật hiệu mà để trong nhà đi làm xong mở cửa nhà ra bắt đầu là đi về nhà đi vào nhà cái thấy hội nó vui vẻ mỗi ngày đi làm thì đóng cửa trong nhà máy đi phật để suốt khi đi làm về mở cửa nhà ra một cái thấy có một cái từ trường nó mát mẻ hay sao đâu bước vào trong nhà cái tắm rửa xong vô đảnh lễ phật ba lại cái tâm cung kính phật buổi sáng chuẩn bị đi làm vô đảnh lễ Phật ba lại, dù là công phu rồi đó, nhưng mà sắp sửa lên xe đi làm, vô đảnh lễ Phật ba lại. Tập cho con cháu trong gia đình mình đều như vậy hết. Khi đi học vô lễ Phật ba lại. Đi học về vô đảnh lễ Phật ba lại. Tập như vậy thành thói quen là cái tâm thường nhớ Phật, cái chủng tử Phật nó phát triển. Phải nhớ ngay quý vị. Những điều những đức hướng dẫn đây là gần gũi nhất để áp dụng pháp môn tịnh độ trong cuộc sống hàng ngày nhất định siêng năng niệm phật quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị và ai về đạo phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tình độ